Chị Trang gọi 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 ông chị giao thêm cái chờ đấy chị có còn đấy. Chị Trang ơi. Gọi ông chị giao thêm cái một tí à. Alo, anh ơi. Nhờ ai á cô? Công á. Dạ. Rồi hello 26, chị đang xem nha, mấy chị thấy gì không? Xa xa mấy chị là những chiếc áo ring cực kỳ hot luôn, cực kỳ siêu đẹp luôn mấy chị ơi. 38 chị đang xem rồi, 42 chị đang xem, nhanh tay chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Mạnh tay chia sẻ like cho em nha. Chào Hoàng Tuyết, chào Nguyễn Trung Hoa, chào Thơ Phạm nha, chào Thơ Tằng nha. Nhanh tay đi nè mấy chị ơi. 54 chị đang xem ơi, nhanh tay chia sẻ like cho em nha. 59 chị rồi, hello Hiền Duy Tuyển nha. Bây giờ mấy chị ơi sẽ lên áo ring cho mấy chị, cho nên mấy chị hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Chào Úc Thúy, chào Ánh Nguyệt nha. Chào tất cả mọi người nha, chào Sống Tình. Mọi người ơi nhanh tay chia sẻ like cho em nha. 58 chị rồi, nhanh tay đi nè mấy chị ơi. Bây giờ nha mấy chị, đẩy được view lên cho em nha mấy chị ơi. 200 chị em tặng áo, bây giờ mở sẽ tìm cho mấy chị nha. Mở sẽ tìm cho mấy chị một cái áo mini game ngày hôm nay cực kỳ xuất sắc luôn, để cho mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Rồi mở sẽ tìm cho chị một cái áo nha, để tặng cho mọi người nha, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. Chào Hoàng Hương, chào bé Bùi nha, chào tất cả mấy chị yêu. Nhanh tay chia sẻ like cho em đi nè mấy chị yêu ơi. Rồi nhanh tay đi nè mấy chị ơi, chào bé Dâu 77 chị rồi, nhanh tay đi nè mấy chị ơi, lên 200 chị đi nào. Lên 200 chị sẽ tặng một chiếc áo riêng cực kỳ xuất sắc luôn nha. Nhanh tay chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi, tặng quà liền tay mấy chị ơi, nhanh tay giúp em đi nào. Mẫu đang tìm cho mấy chị một chiếc áo riêng cực kỳ đỉnh, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. 83-85 chị rồi, nhanh tay đi nè mấy chị ơi, hello Vile nha. Rồi cảm ơn Sống Tình nha, Sống Tình ơi chia sẻ like giúp em, ủng hộ em nha. 98 chị rồi, nhanh tay chia sẻ like đi nào mấy chị ơi. 104 chị rồi, 200 chị của em đâu rồi, nhanh tay chia sẻ like cho em. Trời ơi, một cái hoa thêu cực đẹp luôn mấy chị ơi, một cái hoa thêu cực đẹp luôn để tặng cho mọi người, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. 200 chị là sẽ tặng nha, 200 chị là sẽ tặng, ok với em chưa? 200 chị là sẽ tặng nha, nhanh tay chia sẻ like đi nào mấy chị ơi. Bây giờ sẽ bắt đầu bỏ phiếu cho mấy chị nha, một lượt chia sẻ like tương đương với một lá phiếu, và bây giờ sẽ bắt đầu đọc phiếu nha. Bây giờ sẽ bắt đầu đọc phiếu nha mấy chị ơi, nhanh tay 150 chị rồi, nhanh tay giúp em đi nè mấy chị ơi, sẽ bắt đầu đọc phiếu nha mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ like cho em đi nè mấy chị ơi, nhanh tay nha mấy chị ơi. Hiện tại là bao nhiêu rồi, chỉ có 49 lượt chia sẻ thôi, rất là ít, cho nên mọi người phải cố gắng chia sẻ like cho em. Trời ơi, chỉ có 49 lượt chia sẻ like thôi sao, chỉ có 49 thôi sao mấy chị ơi. 199 chị rồi, nhanh tay nè mấy chị ơi. Áo mẫu đang may nè, mini game chị tặng không bán, bây giờ bắt đầu em bỏ phiếu nha. Chị nào có chia sẻ like cho em sẽ đọc tên này. Bây giờ chị nào không chia sẻ like tiếc ráng chịu nha, không chia sẻ like tiếc ráng chịu nha. Bây giờ em đọc phiếu nha mấy chị ơi, bỏ phiếu nha, bắt đầu bỏ phiếu nha. Phiếu đầu tiên là Hằng My một phiếu này, nhanh tay chia sẻ like giúp em, lên 1000 lượt chia sẻ like là em sẽ bắt đầu mini game nha. Tiếp tục nha mấy chị ơi, tiếp tục nha. Hà Phương một phiếu nha, Hằng My một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like đi nè mấy chị ơi. Rồi cảm ơn. Hương Dương Hoa một phiếu nha, Nguyễn Thanh Kiều một phiếu nha, Hờ Xíu Hờ Lan một phiếu nha, nhanh tay chia sẻ like đi nè mấy chị ơi, chia sẻ like nhiệt tình với em đi nào. Chị nào có chia sẻ like là sẽ có quà 246 chị rồi, nhanh tay nha. Hello Hồ Hệ nhé. Hoàng Hương một phiếu, Sulu một phiếu nha, Trang Lù một phiếu nha. Khanh Tiên một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like đi nè mấy chị ơi. Đặng Khả Vi một phiếu nha, Khanh Tiên một phiếu nha, nhanh tay chia sẻ like với em. Chị nào có tên chị đó có phiếu nha. Nhung Nguyễn một phiếu nha, Nắng Nóng một phiếu, nhanh tay chia sẻ like cho em. Chị nào có tên em đọc chị đó có phiếu nha. Nguyễn Nhật Lệ một phiếu nha, nhanh tay chia sẻ like với em nha. 245 chị ơi, nhanh tay chia sẻ like với em đi nè mấy chị ơi. Hằng My một phiếu nè, chị nào có tên em đọc chị đó có phiếu nha. Nguyễn Hoài một phiếu, Thủy Huỳnh một phiếu nha, Phạm Hiền một phiếu nha, Lê Minh Trang một phiếu nha, nhanh tay chia sẻ like có tên em đọc là có phiếu nha mấy chị ơi. Nhung Harry một phiếu nha, Coffee một phiếu nha mấy chị ơi. Đây mấy chị thấy chưa, đây chị nào có tên em đọc là chị đó có phiếu, còn áo mẫu đang mang là áo mini game chị tặng không bán nha, kinh khủng đẹp luôn mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Quà đang chờ mọi người, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Hết mình cho em đi nè mấy chị ơi, 280 chị rồi, lên bóng một phiếu, Kim Yến một phiếu và tiếp tục chia sẻ like đi chị ghế với Trang Chibi một phiếu nha, Kiều Kiều một phiếu này, chào Kiều Kiều nha, khách quen ơi lâu ngày quá ha. Thi Thi một phiếu này, Hà Phương một phiếu, 308 chị rồi. Chị nào có tên em đọc là chị đã có phiếu nha. Tiếp tục như này mấy chị ơi, Anh một phiếu này, Selu một phiếu, Xóa Văn một phiếu nha. Chị nào có tên em đọc chị đã có phiếu này mấy chị ơi. Đấy mấy chị ơi, thật là cá tính thật là đẹp đúng không? Một lượt chia sẻ like tương đương với một lá phiếu, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. Nghe Tống một phiếu nha, Thanh Phương một phiếu nha, Yến Bảo một phiếu nha. Đồng giá ngày hôm nay 99k, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. Yến Bảo một phiếu này, Hằng My một phiếu này, có tên em đọc là có phiếu, Thanh Phương
Phương một phiếu này, nhanh tay đi này mấy chị ơi. Chị nào có tên em đọc chị đã có phiếu nha, nhanh tay và nhanh tay nha mấy chị ơi. Tiếp tục chia sẻ like nha, áo mẫu đang mang không bán chị ơi, chị thẳng thua nha. Oanh Oanh một phiếu nha, chị này có tên em đọc là chị đã có phiếu nha. Nga Tống một phiếu nha, Bảo Trâm một phiếu nha, nhanh tay chia sẻ like đi này mấy chị ơi, nhanh tay giúp em nha. Lê Minh Trang một phiếu nè, Còi Nhí một phiếu nè, chị này có tên em đọc chị đã có phiếu nha mấy chị ơi. Một lượt chia sẻ like tương đương với một lá phiếu. Tiếp tục đi này mấy chị ơi, chị nào có tên thì em mới đọc nha, có tên em đọc thì có tên chia sẻ like thì em mới đọc nha. Thanh Tiên một phiếu, Mỹ Trinh một phiếu và tiếp tục chia sẻ like cho em. Hiện tại là bao nhiêu lượt chia sẻ rồi, em sẽ kiểm tra mấy chị nha, em sẽ kiểm tra thử bao nhiêu lượt chia sẻ like rồi nha. Cực kỳ xuất sắc luôn mấy chị ơi, đây mấy chị thấy chưa, quá đỉnh luôn đúng không, quá đỉnh thì hãy chia sẻ like cho em. 442 chị rồi, nhanh tay đi này mấy chị ơi, may mắn ngày hôm nay là của chị nào đây, và hãy nhanh tay giúp em nha. Nhung Nguyễn một phiếu, Hằng My một phiếu nè, nhanh tay chia sẻ like đi mấy chị ơi, cực kỳ sốc luôn, cực kỳ đẹp luôn, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Nhanh tay đi này mấy chị ơi. Thùy Linh biện thị một phiếu nha. Rồi tiếp tục chia sẻ like mấy chị ơi. VV một phiếu nha, Nguyễn Huyền Lương một phiếu nha, Lê Chanh Chuôn một phiếu nha. Tiếp tục đi này mấy chị ơi. 200 tiếp tục chia sẻ like cho em nè mấy chị ơi. 483 lượt chia sẻ quá ít, cho nên mọi người phải cố gắng chia sẻ like cho em. Phải chia sẻ like cho em thì mới mua được hàng và tặng nha mấy chị ơi. Bây giờ nha, lên 500 chị tặng một áo này, lên 1000 lượt chia sẻ like tặng hai áo nha. Bây giờ nha, 500 lượt chia sẻ like tặng một áo, 1000 lượt chia sẻ like tặng một áo, ok chưa? Có người bán thì mua. Tiếp tục chia sẻ like nha mấy chị ơi. Phạm Hiền một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like, nhìn ngon nhưng mà ăn không được nha anh ơi. Tiếp tục chia sẻ like nha, Nguyễn Thị Mỹ Hậu một phiếu nha. Lên 500 lượt chia sẻ like là sẽ bắt đầu nha. Lên 500 lượt chia sẻ like là sẽ bắt đầu mini game nha chị ơi. 500 lượt chia sẻ like là sẽ bắt đầu bóc phiếu nè. Rồi, đủ 500 lượt chia sẻ like, bắt đầu bóc phiếu của chiếc áo này. Hai tặng hai áo nha mấy chị ơi, tặng hai áo nha. Cho nên mọi người hãy cố gắng tranh thủ nha. Mình không được áo này thì được áo khác nha. Bây giờ ngừng bỏ phiếu nha mấy chị ơi, tặng áo này. Ngừng bỏ phiếu thì tặng áo này mấy chị ơi, tiếp tục và tiếp tục chia sẻ like cho em nha. Rồi. Tiếp tục đi nè mấy chị ơi, nhanh tay với em đi nè, tiếp nữa mà, còn nữa mà, hai áo mà, nhanh tay đi nè mấy chị ơi, nhanh tay với em nha, nhanh tay nè mấy chị ơi. Rồi mấy chị ơi, rồi tiếp tục nha. Rồi 423 chị bóc lá phiếu của chiếc áo này, bóc lá phiếu của chiếc này, tặng hai chiếc áo mấy chị ơi, tặng hai chiếc, nên mọi người hãy đừng đi đâu nha, đừng đi đâu xa mấy chị ơi. May mắn ngày hôm nay của chị nào đây, rồi chị nào đây sẽ đọc tên chị nào nha. Chị này là chị Lê Minh Trang, chị Lê Minh Trang ở đâu lên sớm thoại em tặng một áo nha. Lê Minh Trang ơi, tặng một áo cho chị rồi nha, Lê Minh Trang. Rồi bây giờ tiếp tục chiếc áo thứ hai, tặng hai chiếc mấy chị ơi, tặng hai chiếc, nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Rồi chiếc áo thứ hai được tặng mấy chị ơi, quá cá tính luôn mấy chị ơi, nhanh tay chia sẻ like cho em nè. Tiếp tục đi nào mấy chị ơi, mạnh tay giúp em đi nào, 504 rồi, nhanh tay chia sẻ like cho em nha. Rồi chiếc áo thứ hai ngày hôm nay lên 1100, lên 1000 lượt chia sẻ like sẽ bắt đầu bỏ phiếu tiếp nha. Bỏ phiếu tiếp cho mấy chị ơi, tặng cho chị Lê Minh Trang lên số điện thoại với em nha. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu chiếc áo thứ hai nha, ok chưa? Một lượt chia sẻ like tương đương với một lá phiếu nha. Lê Minh Trang lên số điện thoại nha, Lê Minh Trang ơi. Tiếp tục cho em đi nào, thích mọi người ghen rồi, cảm ơn chị Lan Cao rất là nhiều nha, bị ẩn rồi hay sao? Rồi. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu chiếc áo thứ hai nha mấy chị ơi, nhanh tay với em đi nào. Bắt đầu nha mấy chị ơi, bắt đầu nha. Lá phiếu bây giờ trong bì bây giờ không còn gì nữa nha. Trong bì bây giờ là không còn gì nữa nha. Lê Minh Trang bây giờ bên em sẽ có nhân viên kiểm tra chị nha. Nếu chị chia sẻ like ở chế độ công khai 3 lần em sẽ tặng nha. Bây giờ bắt đầu bỏ phiếu nha. Bắt đầu bỏ phiếu nha chị ơi. Hoàng Anh một phiếu, Mỹ Trinh một phiếu, tiếp tục chia sẻ like cho em. Chị nào có tên em đọc là chị đó có phiếu nha. Tiếp tục nè mấy chị ơi, có chia sẻ like thì em sẽ đọc nha. Mẹ Tôm một phiếu nè, để chia sẻ like rồi, cảm ơn chị nha. Thủy Huỳnh một phiếu nha. Nhanh tay đi nào mấy chị ơi. Lầy Út một phiếu nè, tiếp tục chia sẻ like nha. Chiếc áo thứ hai được tặng mấy chị ơi, nhanh tay và nhanh tay chia sẻ like cho em. Ngày hôm nay đồng giá mấy chị ơi, ngày hôm nay đồng giá 99k, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. Rồi em nói nhanh lắm chị ơi. Nguyễn Thị Mỹ Hậu một phiếu nè, Maikati một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like nha. Thùy Linh Biển Ly một phiếu nha, có chia sẻ like mới đọc, không chia sẻ like em không đọc nha. Mấy chị đừng có hỏi lý do tại sao không có phiếu nha, bởi vì mọi người không chia sẻ like thì làm sao có phiếu được đúng không? Cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em nha. Nguyễn Ngọc Bảo Trâm một phiếu nha, Mỹ Linh một phiếu nha, like tôi lớp một phiếu, Thủy Huỳnh một phiếu nè. Tiếp tục chia sẻ like, 1000 lượt chia sẻ like là em sẽ bắt đầu bóc phiếu của chiếc áo này nha. Chiếc áo này là 1000 lượt là sẽ bắt đầu bóc phiếu nha, ok với em chưa? Và chị nào là người may mắn ngày hôm nay đây, may mắn ngày hôm nay sẽ đến với chị nào thì hãy cùng nhau chia sẻ like cho em rồi sẽ biết nha, cùng nhau theo dõi like là sẽ biết nha. Nguyễn Ngọc Trâm một phiếu nè, tiếp tục như này mấy chị ơi. VV một phiếu nha, Oanh một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like, chia sẻ like này mấy chị ơi. Hiện tại rất là ít lượt chia sẻ like cho nên mọi người hãy cố gắng nha. Nhanh tay mấy chị ơi, cái này còn riêng luôn nha, chưa mở túi luôn mấy chị biết cỡ nào rồi nha, còn riêng luôn nha. Nhanh tay chia sẻ like cho em, 1000 lượt chia sẻ like sẽ bắt đầu bóc phiếu nha, ok với em chưa? Cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em đi nào, bóc tờ bỏ phiếu nha. Kiều một phiếu, Su Hình một phiếu, Lê Thảo một phiếu nha, Nguyễn Ngọc Trâm một phiếu nha. Nhanh tay đi nào mấy chị ơi, Kim Phụng Nguyễn một phiếu này, chị nào có tên em đọc chị đó có phiếu nha. Tại sao lại để hàng lượt view thế này mấy chị ơi? Ngô Nha Phương một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like đi nào mấy chị ơi. Anh Nhỏ một phiếu này, có chia sẻ like thì có quà nha. Tiếp tục chia sẻ like đi nào mấy chị ơi, chia sẻ like nhiệt tình với em đi nào, nhiệt tình với em nè mấy chị ơi. Lê Lê Trang
Lê Lê Chan Chun một phiếu nha, Thủy Huỳnh một phiếu nha. Tiếp tục chia sẻ like, sẽ có quà mấy chị ơi. Đây, những lượt chia sẻ like của mấy chị đâu rồi? Những lượt chia sẻ like của mấy chị nha, chia sẻ like mới có phiếu nha. Trần Thị Ngọc Nhi một phiếu. Nhun Nguyễn một phiếu nha. Nhân Phạm một phiếu nha, tiếp tục chia sẻ like cho em nha. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ like của mấy chị nha. Đủ lượt chia sẻ like rồi, bây giờ bắt đầu bóc nha. Rồi cho em ngày thứ hai mấy chị ơi, thứ hai tặng nha. Rồi bây giờ bắt đầu bóc nha mấy chị ơi. Bắt đầu bóc nha. Bắt đầu bắt mấy chị ơi, bắt đầu bắt nha. 421 chị của em rồi, cảm ơn mấy chị đã theo dõi like của em, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Đục hết của em rồi, bây giờ bắt nha mấy chị ơi, bây giờ và bắt đầu bắt nha. Chị nào người may mắn ngày hôm nay, chị Makita Thi nha, chị Makathi nha, chị lên số điện thoại với em để em kiểm tra nha. Rồi bây giờ bắt đầu bán mấy chị ơi, đồng giá ngày hôm nay 99k, đồng giá ngày hôm nay 99k, cho nên mọi người hãy cố gắng chia sẻ like cho em. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu bán nha mấy chị ơi. 50 ký lại chốt cái mã 50 mấy chị ơi, bán cái mấy chị 99k, đồng giá ngày hôm nay 99k mấy chị nha. 45 ký lại mấy chị ơi, chốt cái mã 45 99k. Rồi bây giờ chị nào rảnh thì lên giúp em đồng giá 99k giúp em nha, lên giúp em đồng giá 99k. 514 chị ơi, đẩy lực view lên cho em sẽ có quà nha. Bây giờ chia sẻ like cho em 1k người xem sẽ tặng 2 áo, ok với em chưa? Bây giờ em sẽ không tặng nữa, khi nào lên đủ 1k 2 áo. 50 ký lại chốt cái mã 1 bán mấy chị 49k. À quên lộn, xin lỗi, mã 1 99k nha. Ghi lê 80. 45 ký lại mấy chị ơi, chốt cái mã ghi lê 80k. Đúng rồi, chợ hàng này thằng xe nha. 45 ký lại mấy chị ơi, chốt cái mã 7 99k. Đồng giá ngày hôm nay 99k, đồng giá 99k nha. Rồi ok, cảm ơn Yên Nhiên An rất là nhiều nè. Mấy chị chốt hàng kèm mã kèm số điện thoại nè. Farisa chốt kèm mã 25 99k. Đồng giá 99k nha mấy chị ơi. 40 ký lại mấy chị ơi, chốt kèm mã 7 99k. 50 chốt tiền lấy lên. Tiếp tục chia sẻ like đi nè mấy chị ơi, mạnh tay và mạnh tay nha. 50 ký lại chốt kèm mã 2 99k. Năm mươi ký loại mấy chị ơi, chốt cây mạ 7 99k. 77 99k. Mấy chị ơi, mấy chị chốt hàng không cây mạ, không kèm số điện thoại muôn đời, không bao giờ chốt được, không có áp xuống mi nha chị ơi. 50 ký loại mấy chị ơi, hơi bị bụi luôn nha, chốt cây mạ bụi 99k. Tiếp tục chia sẻ like giúp em đi nào mấy chị ơi. 50 7 hết. 50 ký loại mấy chị ơi, chốt cây mạ 11 99k. Quần riêng không bán chị ơi. 45 ký lại mấy chị ơi, chốt cây mã 79 80k. Bảy bảy chốt chương chương 60 đồng giá 99k nha chị ơi. Rồi ok, cảm ơn Kiều Kiều nha, kiên của Kiều Kiều. 45 ký lại mấy chị ơi, trời ơi xinh quá, chốt cây mã 10 99k. 40 ký lại mấy chị ơi, chốt kèm mã 26 99k. Mấy chị chốt hàng không kèm mã kèm số điện thoại muôn đời, không bao giờ chốt được. 55 ký lại chốt kèm mã 83 99k. 10 chốt thu hoài. 10 hết. 45 ký lại chốt kèm mã 36 99k. Tiếp tục chia sẻ like đi nè mấy chị ơi. 50 ký lại mấy chị ơi, chốt cây mã 16 bán cái mấy chị là 99k. Năm mươi ký lại chốt cây mã 62 99k, mã 62 99k nha mấy chị ơi. 50 ký lại mấy chị ơi, chốt cây mã 900 80k. 40 ký lại chốt cây mã 37 80k. 16 chốt thương ngân, 11 chốt tiên phạt. 45 ký lại chốt cây mã tay lên, bán mấy chị là 99k. Nhanh tay nè mấy chị ơi.